Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn tàu cá Thanh Hóa bị phá nước do mưa lớn trong điều kiện thời tiết sóng biển cao hơn 3 mét vào lúc 21 giờ 5 phút. Trước đó vào 16 giờ chiều nay, do thời tiết xấu diễn ra trên diện rộng vùng biển miền Trung nên tàu TH90929 do ông Lê Xuân Dũng, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, gấp rút di chuyển về bờ tránh trú. Tuy nhiên khi đến vị trí gần bờ biển Đà Nẵng thì tàu bị phá nước. Lúc này có sóng cao trên 3 mét, nước tràn nhiều khiến tàu cá chìm dần. Trên tàu có 14 thuyền viên tát nước cứu tàu trong hoảng loạn. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, thuyền trưởng Lê Xuân Dũng đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi dạt và các phương pháp chống chìm. Đồng thời báo động toàn hệ thống sẵn sàng mọi phương tiện để triển khai ứng cứu. Trong tình trạng thời tiết chuyển biến ngày một xấu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho tàu cá bị nạn. Do mưa to gió lớn, lúc 18 giờ 10 phút lực lượng cứu nạn hàng hải mới tiếp cận được tàu cá trên. Các nhân viên cứu nạn lên tàu để bơm chống chìm và kết nối dây lai dắt đến tàu SAR 412. 14 thuyền viên trên tàu cá được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức. Sau khi triển khai ban đầu, tàu cứu nạn đã hỗ trợ lai dắt tàu thoát khỏi khu vực nguy hiểm về đất liền. Trong tình trạng thời tiết chuyển biến ngày một xấu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412 phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho tàu cá bị nạn. Do mưa to gió lớn, lúc 18 giờ 10 phút lực lượng cứu nạn hàng hải mới tiếp cận được tàu cá trên. Các nhân viên cứu nạn lên tàu để bơm chống chìm và kết nối dây lai dắt đến tàu SAR 412. 14 thuyền viên trên tàu cá được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức. Sau khi triển khai ban đầu, tàu cứu nạn đã hỗ trợ lai dắt tàu gặp nạn thoát khỏi khu vực nguy hiểm về đất liền.